Hôm qua, nhà chức trách Đức đã phải tiến hành sơ tán thêm nhiều người dân khi những vụ cháy rừng hoành hành ở khu vực miền đông nước này có xu hướng lan rộng. Chính quyền khu vực phía đông bang Saxon đã ban bố cảnh báo thảm họa ở khu vực Bas Chando khi cháy rừng lan rộng qua vườn quốc gia Saxon Switzerland tại khu vực biên giới giữa Đức và Cộng hòa Séc. Hiện cháy rừng cũng hoành hành ở vùng lân cận bang Brandenburg phía bắc bang Saxon, khiến nhà chức trách phải ban bố tình trạng thảm họa tại đây. Giới chức sở tại và lực lượng cứu hộ cũng cho biết chưa rõ khi nào đám cháy sẽ được kiểm soát hoàn toàn, có thể phải mất đến vài ngày. Không chỉ tại Đức, cháy rừng cũng đang hoành hành tại nhiều quốc gia khác như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Croatia, khi phần lớn châu Âu đang chìm trong đợt nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ vượt trên 40 độ C tại nhiều nơi. Giới khoa học nhận định, biến đổi khí hậu đang biến các đợt nắng nóng trên thế giới diễn ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn, dẫn đến gia tăng nguy cơ hỏa hoạn. Trung Quốc và Indonesia hôm qua cam kết tăng quy mô thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực như nông nghiệp và an ninh lương thực. Cam kết được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang ở thăm Bắc Kinh. Năm 2021, thương mại song phương giữa Indonesia và Trung Quốc đã lần đầu vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Indonesia trong chuyến công du ba nước Đông Bắc Á. Sau Bắc Kinh, Tổng thống Widodo dự kiến sẽ tới Nhật Bản và Hàn Quốc. Với chủ đề thúc đẩy ngành hàng hóa trong hệ sinh thái bền vững, hội chợ triển lãm hàng nông sản quốc tế Malaysia đang thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ 39 nước trên thế giới. Sự kiện là cơ hội lớn để Malaysia đẩy mạnh việc xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp có thế mạnh như cao su, gỗ, dầu cọ, cacao và hạt tiêu. Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra từ 26 đến 28 tháng 7, 20 diễn giả trình bày tham luận với những chủ đề liên quan đến nông sản và ứng dụng công nghệ trong tiếp cận thị trường nông sản. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tham gia hội chợ tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh và các bạn hàng mới. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tự hào cho biết, Malaysia là nước đầu tiên sản xuất thành công thế hệ vật liệu cao su tổng hợp mới phục vụ cho ngành sản xuất khí cầu. Điều này sẽ cho phép Malaysia tham gia vào các ngành công nghiệp có giá trị cao và bước vào một thị trường mới liên quan đến các ứng dụng vệ tinh và hàng không vũ trụ. Theo thống kê trong năm ngoái, xuất khẩu nông sản của Malaysia đạt gần 210 tỷ ringgit, tương đương 47 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 40% so với năm trước đó. Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng hóa tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh các dòng phụ của biến thể Omicron đang là biến thể chủ đạo gây ra làn sóng tái bùng phát dịch COVID-19 hiện nay ở nhiều nước trên thế giới, các nhà khoa học Cuba đang đẩy mạnh phát triển một kháng nguyên chống lại biến thể này, đồng thời sẵn sàng cho ra mắt thêm một loại vaccine ngừa COVID-19 nữa. Theo Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm Cuba BioCuba Pharma, tập đoàn này sẽ sẵn sàng cho quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng trên cơ thể người ở cấp độ phòng thí nghiệm đối với vaccine mới phòng Omicron. Ngoài ra, hiện cả 3 loại vaccine do tập đoàn này phát triển và sản xuất vẫn có khả năng ngăn ngừa nguy cơ bệnh nặng và tử vong, cho dù các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ngày càng có khả năng đánh lừa hệ miễn dịch của con người. Cuba có tỷ lệ tiêm chủng cao với hơn 90% dân số đã hoàn thành 3 mũi và hiện đang triển khai tiêm mũi thứ tư cho hơn 7,4 triệu người, chiếm 67% trong tổng số 11 triệu dân. Trong hơn 2 tháng qua, đảo quốc này không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào do COVID-19, nhưng đã lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới vượt mốc 100 ca hôm 23 tháng 7 vừa qua. Hôm qua, cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos thông báo Nga đã quyết định rút khỏi trạm vũ trụ quốc tế ISS sau năm 2024. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-phương Tây vẫn đang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt do cuộc xung đột tại Ukraine cũng như lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow. Trong một phản ứng, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ Nga về việc quyết định rút khỏi ISS sau năm 2024, theo yêu cầu của thỏa thuận liên chính phủ trong khuôn cổ hợp tác tại ISS.